đòi kia quá chừng kìa, 2 giờ mình lại mình xin ta dục, người ta ta dục mình lại mình xin đi ha. Cái chỗ này là cái đường ra lậu, cái mặt ở ngoài mặt tiền lậu, còn hồi nãy mình đi ở trong kia thì vô trong phía vô trong sâu ở trong kia là ruộng. Cái chậu này đẹp quá ha. Cái chậu nó đẹp. Cái này cái chậu nở kịp tết, cái chậu nhanh quá. Mình thấy ở đây cái chú đó, chú có dục mấy cái hang cây mà nó xấu xí hay sao á. Chú dục để mình lại mình xin thử. Chú ơi, chú ơi, con thấy chỗ này có mấy cây chú dục cái gì cho con xin về tầm ngang. Dạ. Con thấy chú có dục mấy cái cây ở đằng đó, chú cho con xin về tầm ngang chú. Cái gì? Cái thắng lại á. Con thấy chú có dục ở đằng kia mấy cây gì á, chú coi cho con xin về tầm ngang. Cây gì trồng hả? Dạ, con thấy chú dục ở đằng á. Xin mấy cây con đó chú, nó mọc lên mấy cây nhí nhí nhí. Sao mà chú giục ủng rồi chú? Chết. Chết quá. Mà trồng này về cũng muốn chết đợi vô đâu trồng. Lụm mấy cây con á. Mấy con cầm nha. Dạ. Lấy đi. Dạ. Nó bỏ mà. Dạ. Cảm ơn chú. Chết nè. Trời ơi. Ủa sao nhìn biết chú? Cái lá người ta nó lấy còn nó mèo nó đỏ. Nó chết đấy. Bớp nó mềm với lại lá nó đỏ. Còn mấy kia lá xanh xanh tươi à? Sao biết gì ngộ quá vậy? Thì giống chợ bán á. Đây là cái lá nó mọc lên cái con của nó luôn. Cho nên mình không có lấy cây bự, thì cây bự nó chết rồi, về tầm không được. Chú nói tầm nó cũng chết nữa hà. Cho nên mình lấy cây con thôi, mình đem. Hai ơi, ở dưới đây nè. Chị. Đây nè. Nè, cái cây này còn bẻ nó ra hai, tách nó ra. Gì vậy? Tách nó gì? Ra hai. Chú ơi, theo mấy cái lá này mình về mình cầm nó cũng lên không chú? Cầm lên. Dạ. Còn gì thì lấy cây con xin cái lá luôn cũng lên nữa. Lá cầm nó lâu. Cái này chú tầm bằng hộp hay chú tầm bằng lá hả chú? Cái này chắc. Nè chị ở dưới đây nè, cái chậu này là nhiều lắm nè. Lừ đặt lừ luôn. Cái cách thôi để em thôi về tàu không hết bộ. Về cho mà bãi tầm nhé, mà bãi cũng đúng rồi. Sắp chị đây nè chị, bên đây nè chị, bên đây nó ẩm ẩm á, đây nó ẩm ẩm cái nó lên cái con nhanh hơn nè, đó này với dũng độn. Cái mình để vô chậu nước cái nó lên cái gì sao chết uổng hả? Thì nó bệnh chứ. Bệnh cái con nó có chậu. Bệnh không chú? Cái con nó có bệnh không? Không biết, hỏi không. Không. Dạ. Không bệnh hả? Con không bệnh. Ủa chú ơi, vậy là cái cây này chú trồng bằng cây hay bằng hộp chú? Bằng lá hay bằng hộp? Ăn cái gì đó đâm ra cái đầu mình ngắt ra cái đầu mình vô ướt. Dạ. Con rơi bắt đầu vô chậu. Cái này con tươi quá à, chết không? Cái này nó chết không? Cái đó là bỏ. Nó lấy mấy con đó đó. Lấy nguyên cây. Lấy nguyên cây đi chị. Cây nó tươi. Cây nó tươi, cây nó tươi. Nó ở ngoài đất lắc á, nó trồng mà cây lớn nè, mà không có bông. Mà cái bà ở Đồng Nai nó trồng hoài nó không có bông. Nó đem dùng luôn. Trồng hoài nó không lên bông. Thôi như đó là để thôi. Như đây trồng về trồng dữ lắm rồi. Về quăng cái lá cái nó lên từng chục cây về tầm đi rồi. Lát bẻ chở nó đi vừa ha. Bẻ lên chở nó. Để lên chở nó canh ha. Ủa cái này mua hết đâu rồi. Cái bông này nó mình nở nó nở mình chân được mày bao nhiêu ngày hết chú? Trời ơi. Tháng 2 được tháng rồi chân được tháng. Tất nhiên rồi đó tháng 2 luôn. Dạ. Chừng nào chở vậy chú?
chừng nào ta chở đi. Đó. Chú ở đây chú mấn đất chú bà chú tầm hả? Cây có từng từng đẹp nha. Đẹp không? Thôi con cảm ơn hai chú nhiều nha. Mẹ lấy con này chưa hai? Ủa cái này mình ăn được không chú? Cái có đồ đi gọi không? Gửi nó không? Dạ. Giờ lấy cái chia nữa hả? Đây là mấy trái hữu qua mình đi đi mua về nè, đi mua tại vườn luôn. Còn đây á là hạt to. Hạt to này hồi sáng á, mình đi chợ mình mua. Như đây. Chiều ăn. Chiều nay thì rủ mẹ con Xu với mẹ con Út qua ra chơi. Tối á. Còn đây là hai trái hữu qua. Để nhà mình rửa sạch sẽ để mình né. Đây là tỏi nè. Gừng. Củ hành tím. Mấy cái này thì lát nữa mình ướp chung vô luôn. Hai ơi, vậy giờ em gói hủ qua nha. Gói cái chút xíu cái mình xách lên cho cô Sáu 2 kg. Gói sẵn cho cô Sáu luôn. Hủ qua thì này mình chừa lại để mình ăn Tết. Nhiều quá vậy Dung. Hai tờ thì Dung. Nhiều quá vậy. Cái này 1 tờ. Nó xí vậy nè. 1 tái 1 tờ được rồi. Ủa. Tính gói trời cho nó cho nó nhiều cho nó dày, nó dày cho nó đừng nó lâu hư mình để được lâu mình để tới Tết luôn. Giờ mở bãi sắt thịt bò giùm mình tặng mình ướp tối mình làm để cho nó thấm nó ngon. Mình ướp cái này thì mình ướp với lại dầu mè nè, mình ướp với 1 miếng muối với 1 miếng hạt nêm với tỏi phi, thì tỏi phi mình phi sẵn mình để đây rồi. Còn mè tắm thì chừng nào mình ăn á mình mới bỏ vô mình né cho nó thơm. Gói vậy chắc để được tuần luôn hai ơi. Hay hả? Tuần lễ gì Dung mới nói gói để con tuần lễ chắc khỏi ăn Tết quá. Cái này phải để 2 tuần lễ mới có ăn Tết. Vậy hả? Để con tiền lễ thì sao? Tại vì á là mấy ngày cận Tết á khoảng 2 mấy á là hủ qua mắc dữ lắm, tại vì nhà ai cũng phải ăn hủ qua hết. Ăn qua cái khổ rồi. Khổ cho nó qua luôn. Người ta nghĩ là ăn vậy nhưng mà thật sự là cái phong cách của người miền quê của mình ở dưới quê là vậy á. Thì Tết là đãi hủ qua. Tết á là phải có hủ qua dồn. Hủ qua dồn thịt. Ha, vậy là Tết hủ qua mắc là cái gì dồn cũng mắc luôn á. Theo khẩu hiệu. Mà thịt heo kho rượu chắc hôm nay mới ăn quá. Mình hả cá tê kho rượu được mình bắt lên kho rượu luôn. Chắc cũng có con heo không bị bệnh ha. Dạ, rồi con nào không bị bệnh hết vậy? Con heo. Có ngoài con nào không bị bệnh là con đó bị chết thuốc uống thuốc ngừa chích ngừa. Chích ngừa cho nó không bị bệnh ha. Cho nó không bị bệnh. Mà con đó mình ăn mình bệnh nhanh hơn. Cho nó không bị cho nó không bị sức máu ha. Cái thuốc đó là nó mạnh với nó độc lắm, mình ăn vô của mỗi mình bị ung thư. Tại tên đài tên nói vậy thiệt luôn chứ không phải là cái chuyện nó nói. Bây giờ là đang dịch lông mồm lở móng. Như chích khoảng bao nhiêu lâu vậy, nó có thời hạn bao nhiêu lâu thì thuốc nó mới hết. Để nuôi heo chích dịch kìa. Nuôi heo là mắc heo chứ không phải mắc dịch rồi vậy. Không phải nuôi dịch mà phải mắc gì. mắc dịch. Đứa con gì cũng mắc dịch nữa đây. Dịch cũng mắc dịch, chuyện heo cũng mắc dịch. Mắc heo. Con nào cũng mắc dịch. Gà thì mắc gà. Ở nhà mình thì không có nuôi heo. Tại vì khoảng 10 năm trước đó, mẹ mình có nuôi heo. Rồi bị lỗ, nuôi heo bị lỗ. Cũng là bị dịch luôn á. Rồi bị lỗ. Rồi bị lỗ rồi mẹ mình không có dám nuôi nữa. Rồi từ đó về sau á, nhà mình là nghỉ nuôi heo luôn. Chỉ có nuôi mấy con gà. Với mấy con gà đi vòng vòng nhà chơi vậy á. Cho thịt nó săn.
lâu lâu á thì mình ăn gà chạy bộ. Còn chứ ngoài ra cũng không có nuôi con gì nữa hết. Cũng hên là nhà mình cũng có nuôi heo. Mấy người nuôi heo vậy chứ người ta gầu dữ lắm mà. Gầu. Không, 2 năm trước thì bị sụt giá. Nó không bệnh nữa, bị sụt giá. Nhưng mà người ta lỡ nuôi người ta không bỏ được vậy. Tại vì chuồng trại đầu tư chuồng trại đâu nhiều, với lại vốn người ta mua gói đầu rồi kia, người ta đâu bỏ được. Thì nuôi con gì thấy heo đó người ta quên, người ta nuôi con đề nó cũng phải theo. Thế vậy? Nó nuôi đề nó cũng phải theo hoài vậy. Theo hoài. Cái này nó cũng ra. Cái này là đúng heo kiểu lấy gà nuôi cái gì? Cái gì lấy gà heo gà, lấy chó heo chó. Tôi ngửi thấy hơn rồi. Trời. Nó bỏ đây kêu bạn thì nó nói cái gì? Có chết cũng phải theo hả? Có chết cũng phải theo, không chết cũng phải theo. Cái chị kia, anh nghe nhỏ kia nó kể gì nè. Cái chị kia chỉ nuôi heo. Ủa, không nuôi vịt chứ không phải nuôi heo. Cái đợt đó hả, chỉ nuôi vịt túng. Túng đậm luôn, túng đậm lời dữ lắm lời. Thấy chị rửa sạn lên nha, rửa sạn dữ lắm luôn. Cái xăm môi, xăm mắt, xăm chân mày, sửa môi, làm gì tùm lum la vậy đó. Sửa mũi. Cái nuôi đợt đó là cái nuôi thêm đợt nữa. Cái lỗ. Lỗ cái gầu gỉ tối ngủ không được á. Không xăm môi nữa hả? Cái nó tàn tạ. Cái nó tàn tạ xuống luôn. Cái con mắt nó trầm bập ra mắt không được, không được mắt không quần luôn. Bị xăm tới lại có là tống bị xăm tới lại. Có tiền á thì lên đời mà không có tiền thì xuống luôn. Bà Bảy ơi, cái này chó anh vô xuống chó. Bà Bảy ơi, chút xíu bà Bảy lấy ký này đem về cho bà Bảy ăn tết lại cho bà Bảy ăn nha. Mở chừng vài tái thôi chứ nhiều, chừng 2-3 tái thì được rồi. Hai vợ chồng 2 tái hả? Ừ, tái. Thì người 2 tái. Lượng tái ăn được rồi. Có lâu lộn tái này vô nữa nè. Tái này hủ hòa là lạc. Nó cũng như đó đó. Nó phải màu vậy, nó ra những nhự á. Còn hủ hòa là lạc dây to đó. Nó cũng đó. Nó bị lai. Nó mà tại vì cái màu thế này nó hơi lật lật thôi. Mốt Khánh nuôi cá đợt này mà không biết cô lâu mới tính nữa. Chuyện nào tốn xăm môi hả? Chuyện nào tốn thì sửa mũi ạ. Chị cắt mắt xăm môi. Chị xăm môi. Bơm vú. Mua vú về ăn cho nó bự. Hết rồi, cái gì nữa Dũng? Còn đâu? Còn ký nữa kìa. Còn ký nữa. Bữa mình mua 5 kg. Thì mình chia cho mình cho cô Sáu 2 kg để ăn tết. Cho mà 7 kg để ăn tết. Rồi nhà mình cần 2 kg. Chứ nhà mình ăn lượt 5 kg vậy không cửa nào không hết à. Cái thịt bò này nè mình sắt để mình né thì mình sắt mỏng. Thiệt là mỏng luôn. Sắt càng mỏng thì ăn càng ngon. Thịt làm lẩu vậy phải thiệt mỏng. Cái này kiểu như tái tái mà vậy. Vừa chín tới cho nên mình lấy dày quá nó đâu chín được. Lâu vậy chứ ăn không ngon. Mà để ấy xào lâu dai. Tối nay ở lại ăn né rồi à. Tối nay sao dám về? Tối nay ngủ đây luôn. Tối nay ngủ với khách. Lâu quá rồi, không có cái hơi nào là lạ hết rồi. Chiếu hơi lạ, chiếu nghe hơi lạ, ngủ không được, nghe chịu rồi nha. Thì nghe hơi lạ thôi ngủ không được rồi đó. Mời cái nó đỡ thượng bãi ngủ, ngủ cho ngủ không được. Mời nào giờ mà cũng có ngủ với ai. Vậy hả? Ngủ một mình nè. Ngủ không ngủ cơ bãi hả? Không. Sao kỳ vậy? Ngủ không được. Kỳ vậy? Không ngủ được. Ngủ không được. Vậy hả? Không ngủ ai được. Ghi mà cơ bãi nhớ mà bãi gần sao? À, nhớ là trời em. Dạ. Vậy không được à? Được à. Thế làm gì vậy? Thú. Kỳ vậy hả? Đâu rồi? Đứa đó không đi mẹ khác rồi. Được.
cái cầu Khánh vậy là không được rồi. Không thì dở quá. Rồi bây giờ mình ướp thịt bò. Đây bây giờ mình ướp tỏi phi, miếng muối với miếng hạt nêm. Mình để vô luôn. Cái này thịt bò này thì mình không có ướp nước tương gì hết. Mà mình ướp vô cho nó một miếng dầu mè. Mè thơm. Dầu mè. Ấy ra đi, banh ra tạo người cái ngồi đùa qua bên. Dầu mè thơm, ướp mình vô thơm. Em mà sắc miếng đường. Bỏ vô bọc rồi bỏ tim lại. Dùng bỏ mấy cái tái hủ quà. Nghe cái chị đó, chị Cúc chị dặn đừng bỏ vô túi mũ. Vậy hả? Chị dặn đừng bỏ vô túi mũ. Bỏ túi mũ sao ạ? Chị nói vậy, chị nói quấn giấy thôi đừng bự bự bỏ vô túi mũ đừng gì ta. Cái hàm á hả? Để hàm hát, chắc vậy quá. Để giờ dặn vậy đó. Chị dặn đừng bỏ vô túi mũ. Với lại hai biết. Với lại hai biết làm sao để lâu không? Như chừng hai bữa cái mình lấy cho mình thay giấy lần nữa. Cho nó hút hết vào cái nước á. Đi đi. Nó không có bị hơn. Chút nữa để vô bỏ này mở túi mũ như vậy cạp. Để vô trong cái bơ đó. Ủa. Cái này thì của nhà mình thì mình để riêng. Còn này cho thì cho nó cái túi mũ cái sách về chứ. Cho cái túi mũ đang lên sách chứ. Tôi cầm được nhiều cầm chứ. Không biết bị sai có. Bỏ nước gừng vô luôn. Mình thịt bò mình ướp gừng vô cho nó thơm, thịt bò nó không có bị hôi, ăn nó ấm bụng nữa. Tại vì tối nay mình chấm với lại mắm nêm nè, có gừng vô thì nó ngon hơn. Rồi đây giờ mình bỏ để hành tím luôn. Vậy là nó thơm phức luôn á. Nghe cái mùi dầu mè nó bốc lên á. Với lại tỏi phi, hành tím sống, với lại củ gừng nữa. Ướp mè vô luôn hả? Ướp mè vô luôn hả? Vô luôn. Không gan hả mày? Không. Không gan. Thịt bò chứ là mè chứ luôn hả? Giờ mình sắc hủ qua. Giờ mà bãi để mè vô luôn. Rồi bãi. Lúc mà ăn vậy thì mình thấy mè màu trắng nó đẹp. Nhưng mà tới lúc mà chín rồi á thì mình màu đen mới đẹp. Mè màu đen á, ở trong hình như nhà trong nhà còn mè màu đen á. Mè đen hả? Mè đen hay mè đen. Cái lúc mà mình ấy chín á thì cái thịt này nó trắng, cái hôm qua này nó cũng xanh, mình bỏ màu đen vô đẹp hơn. Chút nữa mình bỏ thêm mè đen vô đó. Ăn mè nhiều có chứ gì thơm bổ. Ăn mè thì bổ mè. Mình có mè không? Không người mình á. Dạ. Có gì giống một mèo hả? Không có gì mồm. Có gì đó mồm. Cái hôm qua chắc trẻ em hay quá hay không bị rồi. Giờ mình sắc hôm qua luôn. Rồi chút mà bảy xếp diện bọc nha. Mà cảm ơn nha vô. Khánh mà. Cái gì ai Khánh. Mình sẽ ăn dùng biểu. Thì bảo cảm ơn Khánh. Dùng luôn. Hôm nay có họp. Ừ, bên đây đường họp. Coi vậy chứ ở trong bộ có tấm họp nè. Nên nó nhẹ, cái thu qua nhiều. Hay trong ruột nó tống phọc à. Coi gì mà nó tống phọc à. Nó không có nặng. Nó nặng chỉ nặng cái vỏ ở ngoài hả. Còn cái ruột nó ký thủ qua nhiều đó. Nó nhẹ hiều. Bởi vậy cái này ăn nặng ruột à. À mình dồn cái ruột bự dữ lắm. Nặng bụng mới đúng. Nó thủ qua thiệt mỏng thôi. Sắc mỏng sợ ăn ngon á. Tao có thấy có người sắc dị mo à nha. Dị mo ăn không? Dị mo luôn á. Có người làm dị mo không? Vậy nó không thấm, nó không ngon, không ngon vậy nó cứng cứng á. Sực cầm lên nó không mềm, không dịu theo cái tẩy, còn cứng nhắc nè. Gắp lên cần cứng chơi, ăn đâu ngon đâu. Làm thiệt mỏng thôi thôi, ăn ngon vậy đó. Màu chín nè, trộn qua trộn lại cái ăn liền. Cái này mà phải biết là hủ qua này nè. Mình ăn với mình ngâm với lại ướp đá á. Ướp đá mình ăn với thịt chà bông á. À, tới giờ Khánh mới ăn á. Ngon lắm ha. Ngon. Nó không có đắng, nó không gì trơn á. Sắc mỏng gì nè, cái tộn qua tộn lại thịt, cái tộn qua tộn chung thịt luôn. Để vô việc tộn qua tộn lại ăn ngon lắm.
còn về lượt luôn hả? Bỏ một lượt luôn hả mày? Thịt cái bỏ vô, cái củ quà bỏ vô luôn. Còn về cui ăn không có ngon vậy. Vậy là tính ra hổ qua này mình ăn sống được mà ta. Mình ép mình lấy nước uống được mà. Được hả? Uống nước tốt vậy sức khỏe dữ lắm á. Vậy hổ qua ăn sống được. Tại vì ăn sao ăn ớt trái thịt chà bông được thì mà ăn sống cũng được bình thường. Khách không làm như chua hổ qua. Như chua hả mày? Ừ, như chua hổ qua ngon lắm. Ngâm củ kiệu đó hả? Ngâm như củ kiệu vậy phải không? Ừ, đúng rồi. Ngon hả mày? Ngon lắm. Đắng không? Không, mình mua khô lại khổ qua mà đắng á. Ủa khô là đắng hả? Ăn ngon lắm. Đúng hả? Con nói đi chơi vậy hả? Con khanh tay thôi mẹ đi, con đi mà cho nó về. Ba hai. Hồi nãy con đi đại cá sấu. Con đợi con đi cha, con mới cha về. Giỏi. Ba hai hồi nãy á, con với con Vy đợi cá sấu quýnh. Mà không có một con nào á. Yeah. Con nào hả? Con có con thấy cá sấu không? Nó thấy nó sợ quá, nó tốn mày cho mượn mượn cái đũa. Mời mời mẹ Khánh Bá ngày mời con thấy con cùng với nó tấu cá. Ừ, cá sấu dĩ luôn. Ôi trời. Cá sấu. Cá sấu rồi cho quần coi. Cá xỉu luôn hả? Mời nước mặn lên này. Cùng với nó cá sấu. Hồi nãy mình nghe mẹ mình nói là nước mặn lên tới đây rồi. Tại vì cái tháng này là bắt đầu tháng nước mặn tới. Rồi mẹ mình bơm nước mấy bữa trước mẹ mình có bơm lên cống thôi. Rồi. Ủa mà nay chắc là lợi hả bà phải? Không, chưa lợi. Chưa mặn luôn. Chắc chưa mặn, bà không biết nữa. Thôi Dung mới bơm nước không? Ngày hôm qua luôn á. Rồi cái mà nước mặn lên thì tôm nó dư dũng. Mà tháng gần Tết này nè ai cũng có dũng để xúc hết trơn á. Mà mình thì mình được cái dũng bữa hỏng mình ngoài. Cái dũng bữa hỏng của mình á nó bị mềm mềm. Ủa, anh Khánh sắp để vậy hả? Cái dũng của mình bữa hỏng á mình nhử cá lòng tâm với nhử tôm bằng cái mỡ bò. Mấy bạn nhớ cái bữa hỏng mình đi mua thịt bò về á. Cái mình nhử tới nay thì nghe mà Bảy nói là tôm. Mà Bảy nhìn xuống dũng mà Bảy thấy tôm nó đóng bọt. Nó nhả bọt ra ở bập lá nhiều lắm rồi. Đấy rồi. Vậy Tết có tôm ăn á. Mà Bảy nói Tết mời chuẩn bị. Mời xúc mà Tết cái tôm vậy. Mời chuẩn bị có tôm nướng nè. Nó lên làm mẹ lửa để dặn đó. Mà Bảy ví dụ mà Bảy trội lên cái dùng này nướng ăn liền. Làm như gì con khỉ con gì đi ăn cắp quýt. Con gì? Bảy biết không? Không. Vậy hả? Thỏ. Ai cái mà trời sập á hả? Hả? Con ăn ở trên cây ăn cắp, còn con đứng dưới lột ăn đã rồi con trên cây con dưới chạy mất tiêu. Con trên cây bị cột đầu lại, cột đầu bị quýnh nữa. Cuối cùng nó không có ăn được tái nào. Không, không ăn được, mình còn bị quýnh nữa. Cái này chắc mà Bảy tên bà chạy tước. Dao này lục quá à, chắc không được. Dao này lục. Dao này hồi nãy bà làm rồi nó bén thiệt ghê luôn á, thắt thử rồi. Mà liếc hả mà liếm? Không mày. Liếm chắc đứt lưỡi. Mày bán. Đúng rồi. Liếm ngót nè. Chuẩn bị sắc thịt bò mà phải mày dao vậy. Nó sắc bò gì? Mỏng. Sắc nó mới mỏng. Chứ còn dao lộn mà sắc gì tôi à. Hèn gì cái mỏng lét nè. Vậy là Dương biết rồi mấy bà bán mà bà bán dao món gì có thịt bò là ta lấy vô mà bà à. Đúng rồi cái bà bán thịt bò cũng vậy nè. Dao bán cái bà bán bò tao gì xét á. Sáng á. Có cái đầu mài nha. Ừ dao bán dữ lắm. Bán. Có làm như nè. Làm như cái đờn nha. Dao bén sắc thịt bò mới mỏng. Thịt cũng mỏng, dao dày sắc. Thịt không ngon. Đúng không? Nè, hãy sắc cái này đi. Không sắc này nữa hả? Không sắc hết. Chưa có Tết mà giờ đi tới đâu thấy cũng người ta cũng ăn nhậu nhiều rồi mà bà. Xình xình xình. Giờ thấy nôn hả? Ê, mình có ăn nhậu đâu nôn. Nôn cái Tết á. Không, 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 không. Trong gia đình cái Tết tới tới bảo hai luôn á, không biết luôn á. Giờ hỏi nay nhiêu Tết anh không biết luôn. Ừ, không có hai luôn á. Anh không biết bao nhiêu nhiêu Tết luôn. Tết thì ham thiệt nhưng mà tới Tết lại thêm mệt lắm. Có gì đó, ham hồi nhỏ ham chứ giờ tới lớn rồi lớn rồi mệt chết cái ham lo gì. Bận ăn rồi tới không hai. Lo mấy cái ngày Tết nó chạy vòng vòng ảnh chết. Tốn tiền không mà bảy. Ra tiền không rồi chứ không có vô. Mà không nó chạy dần chuẩn bị này chuẩn bị kia mà cái qua mồng mười cái cũng không có thấy gì đâu. Đấy này đến đây à, chút nữa mình thải về trước cho nó thơm. Đây là cái còn miếng hủ qua nữa tính ra hai cái hủ qua nhiều ghê. Hồi nãy mình mua có sáng này mình mua có
mấy chục ngàn thịt bò hả? Có 40.000 thịt bò mà được nhiêu đây? Sắc hai tay không qua được nhiêu đây? Xào hồng vịt ăn cũng ngon đó. Vậy là hai ta ăn, vậy là như người ta làm đám tiệc có hai một dĩa bò né là 200 gram thịt bò với lại hai tay hủ qua. Vậy hai tay thịt bò ai ăn hay nhỉ? Mọi người lớn nào? Vậy hả? Khoảng ít gì cũng phải 500 gram thịt bò. Dữ hả? Chứ sao mọi người? Có người tỷ hơn người chỗ với 350 gram thịt bò hả? Nhiều quá. Với 250 cái này con mua là hết 300 gram gì nè. Nhiều hơn này. Này 300 hả? Chứ mẹ nói 250 gram sao ai ăn hay nhỉnh? 250 là cái lẩu á. Lẩu 250 đúng rồi, rồi tép 200 lẩu là tôm 250, bò 250, tép 250, nghêu 250. Nói tới thiệt chứ. Thì chứ dùng ăn đá cũng ăn đâu hết đồ vậy? Ăn đâu hết. Thôi, nó tầm 7 tháng món mà món nào cũng đầy ắp vậy ăn đâu có nổi. Có người dĩa thịt bò cũng chán luôn á. Dung thấy đám tiệc á người ta hay cơm như cơm nè, xôi nè là người ta bỏ người ta ăn không nổi. Với lại mấy món mấy đồ món nấu món là ta ăn không nổi. Còn như lẩu ăn nổi nè, như này xào né né hay là đồ nguội nè, với lại cháo thì súp đồ thì ta ăn, ăn nổi. Này nãy có ớt đường nha. Chưa. Ớt tí xíu đường. Quên rồi chứ không ngon. Ngọt quá ăn không? Dung chưa? Không có thì không ngon mà ngọt quá ăn không? Ấm tình bởi sao là ăn ngọt như chè. Bởi không ăn hả? Có ăn không? Có ăn nhưng mà hắn đâu có nhớ. Ngọt quá trời ngọt luôn. Bắt nhậu à, nhậu rượu khớm hả? Bắt nhậu rượu khớm. Cái rượu khớm mới mồi. Sao rượu hả? Tính không về còn tính ăn cái tiền rượu đem về luôn á. Mà bả giấu còn gặp nách bả. Chị Sơn rồi đó có mồng bóng chung không bả? Có gì đó không? Bả cái gì có mồng bóng chung không? Ừ. Ừ, hết chị mấy thịt bò quẹt lên. Trời ơi. Vậy giữ cho dễ không không chịu. Mấy thịt bò quẹt lên cho dơ chơi vậy. Tưởng hai tháng qua không đủ rồi ngày hai tháng hôm qua đầy nữa dĩa đầy luôn. Nãy còn tính kêu thêm cái dĩa mà cái dĩa đủ qua cái dĩa hả mày? Cái bự cái dĩa. Ê, hồi nãy giờ vòng vòng có lần tôi để thịt như thành quả của mình. Đó, ngon ghê chưa?